trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý khán giả đã trở lại với phần 2 của chương trình Tuần đàm thời sự trong tuần này. Bên cạnh tôi ngày hôm nay thì có tiến sĩ Đinh Xuân Quân và anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục với đề tài của tuần này là tình hình của cuộc tranh cử tổng thống trong những ngày sắp tới. Theo Khôi nhận xét, trong một tháng vừa rồi, hoặc là sau ngày đại hội đảng Dân Chủ, thì bà Clinton vẫn liên tục dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến có lúc lên đến 5-10%. Và gần như toàn bộ ở khắp các miền của nước Mỹ. Trong một tháng vừa rồi nó có một cái hiện tượng là càng lúc thì cái số theo cái những cuộc thăm dò ý kiến thì càng lúc cái số người cái số phiếu ủng hộ trong Trump lại càng lên, hai bên gần như bắt kịp với nhau. Thì Khôi thứ nhất á, về mặt toán học, tại vì Khôi cũng là xin giới thiệu với khán giả, Khôi là một những người chuyên gia học về toán, ngành toán luôn. Về mặt toán học thôi đó, theo Khôi thấy đây là một cái hiện tượng bất bình thường trong một tuần, hay nó là một cái trend? Kính thưa anh Bình cùng chú Quân, cũng kính chào quý vị khán thính giả. Nếu mà nói về mặt toán học thì khi mà mình có hai bên, chỉ có hai phe tranh với nhau thôi thì cái con số gần như là nó chia đều cho hai bên. Cho nên cái sự mà chạy đua giữa hai bên như vậy thì cũng là một cái hiện tượng hết sức là bình thường về mặt logic học và toán học mà nói. Ở đây thì tại vì đây là một cái vấn đề xã hội, mà khi mà một người ta làm một cái thống kê statistic về một cái vấn đề đó thì nó còn dựa trên nhiều cái ẩn số khác nữa. Chứ toán học thì chỉ dùng cái ẩn số đó để mà đưa ra những cái phương trình thôi. Lấy ví dụ như cái cuộc thăm dò ý kiến của LA Times Tracking Poll với một cái phương pháp cũng khá lạ. 3.000 cử tri khắp toàn nước Mỹ và họ theo dõi chính cái 3.000 cử tri đó, chứ họ không thay đổi cái số, không thay đổi cái pool. Thì như vậy, theo Khôi thì nó chỉ là một cái hiện tượng đặc biệt của riêng cái sample 3.000 người đó thôi, hay là nó phản ảnh nhiều cái cuộc thăm dò ý kiến khắp nước Mỹ? Thưa anh Bình, cái này là do Times đã muốn chọn cái sample 3.000 người đó từ ban đầu. Thì đó cũng là một cái cách thức rất là quan trọng trong toán học để mà mình fix, mình giữ cái sample đó và mình cho nó đến cuối cuộc thí nghiệm luôn. Thì cái cách này á, là một trong những cái cách cũng khá là phổ biến trong thống kê xác suất statistic, chứ không phải là một cái cách mà ngẫu nhiên mà người ta chọn. Thì cái cách thức này cũng rất là hay. Nghe thì có vẻ như là nó chỉ cố định 3.000 người. Nhưng mà cái 3.000 người này á, là đã được chọn lọc rất là kỹ càng khi mà bắt đầu chọn 3.000 người, thưa anh Bình. Và họ giữ cái tiền đề quan trọng là... Tôi xin thêm về cái này, thầy tôi cũng đã làm nhiều cái survey tại nhiều nước khác nhau. Thành ra cái chuyện này khi mà nước Mỹ, cái đầu tiên mình phải nói là Mỹ rất là hay về những cái survey này. Và họ có cái kinh nghiệm nhiều năm chọn, mặc dù cái sample của họ nó là rất là nhỏ nhưng mà họ chọn rất là kỹ càng. Đó là một. Cái thứ hai mình phải nhìn á là cái margin of error. Đó là plus hay minus 1%, 2%, 3%. Ví dụ nếu mà họ nói là plus or minus 3% đó, thì một bên nếu mà 43 mà một bên 40 thì gần như bằng nhau rồi. Ví dụ tôi lấy cái ví dụ cộng hay trừ. Đó là... thì mình phải thấy ở trong cái đó là về thống kê học đó, thì mình có những cái chuyện đó thì mình phải để ý cái đó. Thành ra do đó phải xem nhiều cái survey và so sánh. Đó là một. Trong cái cuộc này đó nó khó, nó có một cái thêm cái ẩn số đó, một cái khó đó là tới có 4 đảng đằng chứ không bốn phải là hai. Dạ, bốn ứng cử viên nghĩa là bốn luồng suy nghĩ khác nhau, mặc dù Dân Chủ, Cộng Hòa là hai cái luồng chính, nhưng mà còn một bên là libertarian và một bên là cái gì, independent hay đảng, gì đó, đảng xanh, đảng xanh đó. Thì đó thì họ sẽ lấy hai cái đảng đó, họ có thể họ lấy được không biết bao nhiêu phần trăm phiếu nữa. Do đó khi mà hai người đó thì nó dễ hơn, đúng không? Về thống kê, nhưng mà bốn người thì nó có một cái ẩn số ở trong đó. Thì nó thêm một cái ẩn số, nhưng mà nói chung đó
thì mình thấy là như vậy. Tôi cái đánh giá cá nhân của tôi là vậy. Người Việt Nam chúng ta đó bao giờ cũng vậy, mình coi cái người ăn nói có đàng hoàng hay không. Cái đầu tiên đó, tại vì những cái chuyện anh nói thì mình thấy ở bên Mỹ đó, khi anh nói một cái là người ta kiểm soát ngay lập tức anh nói có trúng hay không. Thì mình thấy là bà Clinton và ông Trump đó, thì ông Trump mỗi lần nói những cái phát ra đó thì trên 70% là trật. Về mặt dự kiện. Dự kiện là trật hết. Nghĩa là đa số những gì ông nói trên trời dưới đất rất là không có đúng chút nào hết. Đó là một. Nhưng mà mình thấy bên phía bà Clinton đó, mặc dù nó kinh nghiệm nhiều hơn nhưng mà bà ấy gọi là thiếu cái gọi là vấn đề charisma, thiếu cái vấn đề mà lôi cuốn người ta. Khi bà ta nói đó, bà không lôi cuốn được người khác. Ông kia đó là mình có thể nói là giống một thứ ông tổng thống Philippines nói tầm bậy tầm bạ, nhưng mà nó lôi cuốn người ta, cũng là một dạng cá bồi đó. Thành ra ở đây đó tôi chỉ nhấn mạnh và chú ý, quý vị có muốn một ông tổng thống cao bồi hay là một người gì mà nó đỡ hơn trong hai cái này? Nghĩa là hai cái ông người ra tranh cử mình cũng không có vui vẻ lắm cái sự lựa chọn của đảng Dân Chủ hay sự lựa chọn của đảng Cộng Hòa thì mình không được như ý muốn. Mình nói dùng cái tiếng Việt Nam không được như ý muốn, nhưng mà dù muốn hay không đó, nếu mình không có thể chọn cái người thứ cái đảng xanh hay là cái đảng libertarian được, tại vì mất phiếu vô ích. Trong cái vấn đề bầu cử thì mình phải chọn những cái gì mà nó gọi là nó có thể chấp nhận được, thì mình phải chọn giữa Dân Chủ và Cộng Hòa. Và chọn giữa Dân Chủ Cộng Hòa, tôi chỉ nhớ là rất là hồi những năm 60 khi tôi còn sinh viên đó, thì nghĩa là ông tướng De Gaulle đó, ở bên Pháp đó, thì ông nói là phải lựa chọn giữa entre la peste et le choléra, nghĩa là giữa dịch hạch hay là thổ tả, thì cái gì chữa được thì lẽ nhiên là thổ tả chứ, nghĩa là chữa dễ hơn. Thì ở đây đó thì mình phải chọn cái người nào ít bậy bạ nhất. Đó là một. Cái thứ hai đó, tôi nói là về những cái vấn đề ông Trump nói ra. Cái thứ hai đó là báo chí bắt đầu moi ra ông Trump làm giàu bằng cách nào, lợi dụng tối đa chính phủ, được tiền của chính phủ, rồi sử dụng cái foundation của ông ta để làm những cái chuyện cá nhân. Thành ra mình thấy người Việt Nam mình để ý tới cái vấn đề cái đức độ cá nhân. Khi mình chọn người nào đó là lãnh đạo đấy, mình phải coi cái đức độ của họ. Thì tôi thấy là ở chỗ này đó thì nó đi trái ngược với cái đạo đức của người Việt Nam. Thì quý vị chọn thôi. Quý vị thấy tôi chỉ nêu lên những cái ý kiến để quý vị chọn. Theo tôi, nếu mà bầu cho libertarian hay xanh á thì mất phiếu vô ích, tại vì những cái người đó gần như không có cái xác suất nào mà lên làm tổng thống được hết. Đó là những cái, trừ khi mình bực tức Dân Chủ hay là Cộng Hòa này mình vote như vậy. Nhưng mà theo tôi, chúng ta là thiểu số, chúng ta có rất là ít người đi bầu, thành ra phải chọn cho nó đúng, tại vì cái phiếu của chúng ta là rất là quan trọng. Vì mình đâu có phải là người mễ hay là người thì cái số đông của chúng ta còn ít, mình nhiều lắm là 2% của không tới 2% của Hoa Kỳ nữa. Thành ra mình phải chọn cho kỹ, và cái đó nó sẽ ảnh hưởng nhất là tới, không phải là ở tổng thống không thì một phần rồi, nhưng mà ở phần gọi là địa phương thì chúng ta có một số người như là dân biểu ra tranh cử, thì chúng ta phải chọn những gì, ví dụ như chúng ta có ông Ed Royce, có ông Lowenthal, có ông, thì các cái đó mặc dù chúng ta chưa có mặt nhưng mà bầu những cái người đó là những người ủng hộ cái lập trường của Việt Nam. Thì tôi thấy là ví dụ như ông Ed Royce, ông Lowenthal hay ông Lou Correa thì chúng ta nên để ý cái chuyện nên bầu. Còn vấn đề, nhiều vấn đề khác nữa, nhưng mà nói chung đó tôi chỉ nghĩ là nhắc cho khán thính giả Việt Nam khi đi bầu mình biết bầu cho đúng, chọn cho đúng. Và chúng tôi sẽ trở lại trong phần kế tiếp của chương trình.
Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Vietchai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.